Cô Xuân chào các em, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm phần 2 của đề cương nhá, khối 7 tiếng Anh, sách giáo khoa Global Success. Bây giờ các con thấy được đây là một đoạn văn đọc hiểu, thì chúng ta sẽ dịch đoạn văn trước, sau đó chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi bên dưới nha. Solar energy là cái năng lượng mặt trời, is là năng lượng từ mặt trời, that có nghĩa là mà, is converted là được chuyển đổi ha. Vậy đây mình sẽ có từ converted, tức là được chuyển đổi. Into là gì các con? Nó là thành. Thermal đó là nhiệt nhá. Và electrical là điện. Energy là năng lượng. Vậy thì mình sẽ hiểu được là cái năng lượng mặt trời nó sẽ được chuyển biến thành hai loại điện năng, đó là hai loại năng lượng, đó là điện năng và nhiệt năng. Rồi để cô ghi ở đây cho con, đó là chuyển đổi thành. Cái cụm là converted into nè, đó là chuyển đổi thành. Rồi, ở đây mình sẽ có cái từ nữa là thermal, đó là nhiệt. Và electrical là điện. Ok. Và cái hàng năng lượng mặt trời thì là cái cleanest, tức là nó là sạch nhất. And most abundant. Abundant, bản thân cái anh chàng này có nghĩa là dư thừa. Được chưa? Abundant có cái nghĩa nơi trên đây nha. Nó có nghĩa là dư thừa. Và khi mà các con làm cái bài tập mà nó có cái chữ in đậm như thế này á các con, thì chúng ta sẽ nhảy xuống, chúng ta làm ở bên dưới luôn. À, abundance, dư thừa. Thì câu số 2 nó có chưa abundant trong đoạn văn, gần nghĩa với hàng nào nhất? Large là lớn. Cái hàng thứ hai là plentiful, có nghĩa là nhiều, đầy ắp ha. Nhiều, đầy ắp. Rồi, mình sẽ có cái từ thứ ba poor là nghèo hoặc là gì? Kém. Rồi, câu kế tiếp big là lớn. Khi mà chúng ta dịch xong thì chúng ta sẽ thấy được cái nào phù hợp các em. À, đó là câu B, plentiful nhá. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô câu B, plentiful. Câu kế tiếp cho cô mình có là nó là cái nguồn năng lượng có thể tái tạo được mà dư thừa, cũng dư thừa nhất và cũng là gì? À, sạch nhất. Nó có nghĩa rằng bạn không có bao giờ mà sử dụng nó hết được. Solar energy thì available có nghĩa là gì con? Có sẵn để dùng. À, available có nghĩa là có sẵn để dùng. Có sẵn để dùng. À, và an toàn sử dụng. It creates, nó tạo ra no carbon emissions, là không có sự thải ra cái lượng khí carbon, đúng không? Ở đây mình có chữ emission có nghĩa là thải ra, sự thải ra nè. Ừ. Nó không có thải ra khí carbon và những cái khí ga nhà kính khác mà nó giữ nhiệt ha. Ok. Vì thế nó thật sự tốt cho môi trường. Nếu chúng ta không sử dụng nó thì cái hành tinh của chúng ta sẽ hành tinh chúng ta sẽ không có tồn tại. Vì thế nó thật sự tốt cho cái nó thật sự tốt cho gì các con? Sorry. Nếu chúng ta không sử dụng nó thì hành tinh của chúng ta sẽ không tồn tại. Chúng ta không có đủ cái nguồn tài nguyên. Cái resource nó có nghĩa là nguồn tài nguyên. Không có đủ cái nguồn tài nguyên trên trái đất để supply, để tồn, để cung ứng cho cái nhu cầu về năng lượng. Most places, đa số các cái nơi, đa số các cái nơi mà bạn đi trên thế giới ngày nay thì bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều cái solar panels, có nghĩa là cái tấm thu năng lượng mặt trời. Tấm thu năng lượng mặt trời. Trên cái nhà của họ, được chưa nào? In fact, trên thực tế thì it's free, nó có nghĩa là nó là miễn phí. Tất cả những gì bạn phải làm là pay for, trả tiền cho cái solar panel, cái tấm thu năng lượng mặt trời đó thôi. Và some other equipment, có nghĩa là những cái
trang thiết bị khác. Mình chỉ cần trả tiền cho các cái trang thiết bị đó thôi. Và do đó cái năng lượng mặt trời là cái solution, đó là cái giải pháp tốt nhất cho tương lai. Đợi tôi xíu nha, đó là giải pháp tốt nhất cho tương lai. Ok, ok bây giờ câu số 1. Adam, can you keep quiet? The passage mainly about, cái đoạn văn này là nó về cái vấn đề gì? Thì các con sẽ thấy được là bài này nói về năng lượng mặt trời nha, chứ không phải nói năng lượng nói chung chung ha. Cho nên cái bài của mình sẽ chọn câu C, Solar Energy. Rồi bây giờ mình có câu số 3. Cái năng lượng mặt trời sẽ không cái gì đó trong tương lai. Các con phải gạch dưới những cái từ keyword, sorry. Các con phải gạch dưới những cái từ keyword như là trong tương lai, rồi cái từ sẽ không nè. Thì năng lượng mặt trời nó sẽ không cái gì đó trong tương lai. Thì con sẽ thấy được đó là ở đây nó có là trong cái bài á, nó có cái chữ là use up nè. Bạn sẽ không bao giờ dùng hết nó đó. Sorry. Bạn sẽ không bao giờ dùng hết nó. Ở đây mình có hai cái cụm từ mà tụi con phải làm rõ, đó là use up, đó là gì? Đây là someone, là use up có nghĩa là ai đó xài hết. Nhưng mình sẽ có là something run, ok, run out thì nó có nghĩa là cái gì đó cạn kiệt. Ok nè. Thì trong trường hợp này mình sẽ thấy được là cái nguồn năng lượng này nè, nó sẽ không có gì con bao giờ cạn kiệt hết ha, sẽ là run out. Rồi chữ x nè, cái chữ x này nó là cái gì ở trong bài ở trên. Vậy nếu muốn biết được nó là cái gì, các con phải đi quay lại ở trên, con nhìn cho câu chữ x ngay đây. Mình nó đứng ở đầu câu gì, phải đọc cái câu ở trên, cái câu liền trước nó đó là solar energy, năng lượng mặt trời thì có sẵn và an toàn sử dụng. Nó tạo ra không có cái sự thải khí carbon, tức là nó không tạo ra khí thải carbon hay là những khí ga nhà kính mà giữ nhiệt. Vậy cái chữ X này có phải nó đang ám chỉ cái hàng gì con? À, năng lượng mặt trời, solar energy. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là solar power. Từ power bằng nghĩa với energy nha tụi con. Và câu số 5, sử dụng năng lượng mặt trời thì như thế nào đó nếu chúng ta có những tấm thu năng lượng mặt trời trên mái nhà. Nó tốn tiền. Trong bài nó nói là gì con? Khá là miễn phí, đúng không? Nếu mà chúng ta có mấy tấm này thì nó là miễn phí. Đáp án của chúng ta sẽ là free. Ok. Trong bài nó có nói nè, nếu bạn đâu. In fact it's free nè. Mình chỉ cần đặt những tấm này và những cái thiết bị lên trên đó thôi. Ở phía trên này nó không hề nói tới vấn đề là đắt hay là rẻ ha, cho nên mình không cần phải để ý tới cái chữ expensive hay là gì các con, hay là cheap gì hết. Rồi, limited là giới hạn là không đúng. Vậy là free. Vậy mình đã xong cái phần bài đọc hiểu, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần kế tiếp, đó là chúng ta sẽ chia các cái từ loại ở trong cái ngoặc đơn này. Thì ở đây là choose the best one which fits the space to complete the sentences. Con phải chia những từ cho sẵn ở trong đây sao cho phù hợp vào chỗ trống. Con ở đây con thấy được chữ my và chữ her. Thì ai cũng biết được cái my nó đang là đại từ sở hữu nha, là đại từ sở hữu. Và cái việc vị trí của đại từ sở hữu là cái gì các con? Nó sẽ không có cộng danh từ, không đi với danh từ phía sau. Đúng không? Ở đây là mình sẽ phải phân định hai yếu tố cho cô, và cái bảng tính từ sở hữu hay bảng đại từ sở hữu là giáo viên bên cô cũng như cô đã dạy các con ở trên lớp rất là kỹ. Thì các con lưu ý cho cô nè, thì chúng ta sẽ thấy điều gì? Đó là cái chữ why và chữ her. Why đang là đại từ sở hữu, còn cái chữ her này nó là tính từ sở hữu. Mà tính từ sở hữu thì sao các con? Nó sẽ cộng với một cái danh từ phía sau. Cộng với danh từ phía sau. Bây giờ chúng ta phân tích ở trên nhé. Ở đây mình có hat. Hat bản chất là cái nón. Vậy ai cũng biết được nó là danh từ đúng không?
Vậy phía sau ba chấm đang có một danh từ. Theo như định nghĩa cô mới vừa viết ở trên, thì thằng nào là đi với danh từ các con? Tính từ sở hữu. Và tính từ sở hữu đó chính là chữ hờ. Vậy đáp án ở đây sẽ là hờ nha. Rồi. Qua bên phải cho cô. Các con thấy được cái câu này nó có chỗ trống không? Và sau cái chỗ trống của chúng ta, các con có thấy nó có cái con có thấy nó có một cái danh từ nào không? Không nha. Vậy ở đây nó không có danh từ thì chúng ta sẽ thay cho cô đại từ sở hữu đó là gì? Mời. Ok nào. Rồi, anh em qua hàng kế tiếp cho cô. Ở đây cũng vậy, hours, cái thằng có s nè, nó là gì con? Đại từ sở hữu. Hours. Nó là đại từ sở hữu. Và nếu như đại từ sở hữu thì nó sẽ không đi với nào phía sau. Không đi với danh từ phía sau. Và tương tự thì chúng ta sẽ có chữ gì các con? There là tính từ sở hữu. Và đương nhiên là nó sẽ cộng với lại gì các con? Danh từ phía sau. Và sẽ đi như nào phía sau. Thì các con để ý cho cô một điều đó là gì con? Rồi nhìn vô cái bài của chúng ta lần trước. Ở đây chúng ta thấy được chữ books. Books cũng là gì? Danh từ. Vậy nếu như nó là danh từ rồi thì chúng ta sẽ đi phía trước, nó phải là một tính từ sở hữu. Đúng không? Tính từ sở hữu. Vậy thì sao nào? Chúng ta sẽ viết cái chữ there ở trên trước cho cô. Nó nhảy nữa rồi. Rồi, there. There ở đây. Để cái nào. Rồi, và ở phía sau chúng ta thấy được là sao ba chấm nó không có danh từ mà là động từ are. Thì đương nhiên nó sẽ là một cái đại từ sở hữu. Vậy đại từ sở hữu đây sẽ là gì? Ours. Đại từ sở hữu thường nó có s ở phía sau ấy không? Rồi, đáp án của chúng ta xong. Ở đây chúng ta thấy được su sẽ đang là danh từ đúng không? Thì chúng ta cần một tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu thì ở đây nó sẽ là chữ gì? À, your. Your là tính từ sở hữu nha. Nhưng mà phía sau nè, phía sau đây nó không có danh từ thì chắc chắn nó là đại từ sở hữu là chữ his. Đa phần các cái đại từ sở hữu thường có s tận cùng các con. Riêng cái chữ mine nó là mine. Rồi, bây giờ con số 4 cho cô. This is có chữ sister, nó là danh từ thì đương nhiên phải là gì con? À, tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu thì sẽ là my. Phía sau ba chấm không hề có danh từ thì nó phải là đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu sẽ là his. Câu số 5, ở đây mình có pen. Pen là danh từ cho nên mình cần tính từ sở hữu là chữ không có s đó. Đó là chữ your. Your, được chưa? Và ở phía sau mình thấy được là chữ y là động từ, nó không phải danh từ thì cần một đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu là cái từ mà có s, hers, được chưa? Vậy chúng ta đã giải quyết xong exercise số 5. Cái exercise số 6 đó là con để ý cái cụm của mình đó là order the words. Có nghĩa là sắp xếp trật tự lại, người ta cho đủ rồi. À thì mình sẽ gì? Sắp xếp trật tự sao cho xếp thành một câu hoàn chỉnh thôi. Được chưa? Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy điều gì các con? Rồi anh em ở đây mình sẽ có đó là chữ delete that ha. Ok. Thì nó không phải là cái yếu tố đứng đầu câu được. Tại vì believe là động từ, vậy con phải đi kiếm cái yếu tố là chủ từ đứng đầu câu ấy. Thì chủ từ của chúng ta phải là chữ gì? We. We. Ha. Cô đẩy nó lên to to xíu. We thì phải cộng động từ liền. À, chúng tôi tin rằng ha, we believe that. Chúng tôi tin rằng. À thì sau cái gì đó thì phải có thêm một cái chủ từ và động từ nữa. À chúng tôi tin rằng cái bullet trains sẽ gì con? Will be safer and faster chứ. Sẽ gì con? Nhanh hơn và an toàn hơn. Gì nữa? In the future.
We believe that bullet trains will be faster and safer in the future. Câu kế tiếp cho cô. Ở đây mình sẽ có chữ I. I thì mình sẽ có I là tôi thì tôi hy vọng rằng, I hope that. À, sau đó thì cũng là một chủ từ nữa con. Vậy nó sẽ là gì con? À, đó là chủ từ đó là cars. Chúng tôi hy vọng rằng xe hơi sẽ, à, sẽ phải cộng V1. Gì nữa con? À, tôi hy vọng rằng chúng tôi chứ không phải là xe hơi. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có những chiếc xe hơi không người lái là driverless cars in the future. Right. In the coming time. Ở đây á, cô chỉ con một cái cách để mình biết cái mình đã làm có đầy đủ chưa hay mình làm còn sót. Sau khi con viết xong, con tập cho cô cái thói quen mình đếm ở trên bài của mình. Hope that là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ cô sẽ làm cụm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là đủ rồi đó con. Đây bị thiếu R thôi. Đó, đi thi mình sẽ hay phải dò lại vậy đó con. Được chưa nào? Rồi câu số 3, ở đây mình sẽ có đó là gì con, chủ từ phải là cái chữ nó dứt khoa rồi đó. Natural gas, khí ga tự nhiên là một loại năng lượng không gì có không thể tái tạo được đúng không? Is a kind of là một loại non renewable. Sao nữa? Energy source. Natural gas is a kind of non-renewable energy source. Ok, cô dịch lại nè. Cô đi đếm lại chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng rồi. Tiếp tục. Vậy là mình đã xong trang số 4. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ qua trang kế tiếp nha. Rồi các con, bây giờ chúng ta thấy được đây cũng là phần viết câu tiếp nè. Thì cô nghĩ là ở đây nó sẽ có một số cái lỗi đánh máy. Ở đây cô nghĩ là cái chữ O này nó không thể nào dính liền với chữ O electricity như vậy được. Nó sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể sử dụng. Ở đây có hai cái yếu tố, đó là used to và thêm một cái yếu tố nữa là O. Một là chữ used to là phải có cái một cái sổ xuống, và hai là chữ O phải có một cái sổ xuống. Thì đây là những cách mà cô có thể làm được trong bài tập này. Đó là energy is the power, năng lượng là is ở đây cho ở thì mình sẽ viết ở is a power là một cái năng lượng that we use to heat rồi light or produce electricity. Ok nào. Năng lượng là cái năng lượng năng lượng mà chúng ta sử dụng để làm nóng nè, thắp sáng nè, hoặc là sản sinh ra cái điện năng. Ok. Bây giờ mình có hàng kế tiếp, đó là câu số 5. They thì phải là đi dưới are. Họ đang đặt thì đi putting. Đặt thì đặt cái gì? Cái solar panel. Solar panels ở đây sao không thấy? Không thấy có S ta. Solar panels. Họ đang đặt solar panels. Cô nghĩ là nó phải có S. Tại vì tấm panels là mình đếm được nha. Họ đang đặt những cái tấm solar panels.
đặt ở trên là on the roof of the house. Rồi, để làm gì? Để produce, để sản xuất ra solar energy. Rồi, ok. Họ đang đặt những cái tấm thu năng lượng mặt trời trên mái nhà. Ok. Ở đây con là đặt những tấm thu thì là solar panel cm. Còn nếu con đặt một tấm thôi thì là solar panel phải thêm chữ ha. Trên đây cô cũng không thấy chữ ở. Cho nên cô nghĩ là thêm S. Có thể là do lỗi máy thôi. They are putting solar panels on the roof of the house to produce solar energy. Rồi, câu kế tiếp câu số 6 cho cô. Ở đây mình sẽ có đó là chủ từ thì nó sẽ là we ha. Chúng ta should, chúng ta nên, nên thì phải cộng với một thì có not nữa là we should not turn. À, ok, bây giờ mình sẽ là we should đi. We should turn off. Chúng ta nên tắt electrical appliances. Chúng ta nên tắt những cái đồ thiết bị điện ha. À, khi when not using them. Bây giờ cô Xuân sẽ đếm từ lại để coi nó có đủ chưa nha. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Này, đúng rồi con, đủ từ đó. Rồi, nếu đủ từ thì mình sẽ xong. Rồi, mình có câu kế tiếp, câu số 7. Ở đây đó là gì con, đi lại bằng cái đó thì sẽ nhanh hơn đúng không? Traveling. Travel này nè, bản thân nó có hai cách thêm in, một là mình sẽ double, hai là mình sẽ giữ nguyên ha. Double L, traveling. Traveling by hyperloop. Đó là cái chủ từ, đúng không? Sau đó mình sẽ cộng động từ là will be faster than by airplane. Ok. Traveling by hyperloop will be faster than by airplane. Rồi ok, xong. Ở đây mình sẽ có câu số 8 là họ sẽ they will, họ sẽ thì will sẽ là V1. Họ sẽ ok, có hai cái lận. Solar power a eco-friendly so they will. Ships not, they will not cause pollution. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy một cái chủ thể mang cái tính chất đó là nó là thân thiện với môi trường. Vậy đầu tiên nó sẽ là gì con? Solar powered ships. Những chiếc tàu mà nó được cung cấp năng lượng bằng mặt trời á thì are eco-friendly. Mình có nguyên cụm eco-friendly có nghĩa là thân thiện với môi trường, được chưa? Vì thế à, ở đây so nó có dấu phẩy thì cô nghĩ là trước dấu phẩy thì mình có tính so. So vì thế they will not, họ chúng sẽ không, cộng với V1 là cause, cộng với cause là gây ra phải cộng với danh từ là pollution. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là kiểm tra số chữ lại nha. Ok. Solar power ship. Bây giờ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Solar power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9. Đủ rồi các em. Câu số 9 cho cô. Ở đây mình sẽ có là ba của tôi có last night, tối hôm qua ông ấy xem một cái bộ phim tài liệu thú vị trên TV. Ok. My father watched an interesting documentary on television last night. My father watched an interesting documentary on television last night. Về mặt nghĩa thì cô đã thấy nó hợp rồi, nhưng cô vẫn check lại là nó có đúng chữ chưa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 phần gạch ha. My father 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đủ rồi các em. Đó. Tiếp tục câu số 10. Người ta sẽ sử dụng cái xe điện trong tương lai bởi vì chúng thân thiện môi trường. Câu này dễ nhé. People will use electric cars in the future because they are eco-friendly. Ok, xong rồi. Nhưng chúng ta phải làm bước kiểm tra số từ. Coi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chính xác. Ok. Okay. Rồi, vậy chúng ta đã xong cái phần mà sắp xếp câu ha. Đa số các bài này về cái phần năng lượng mặt trời, các cái phần năng lượng là nhiều. Câu số 7, bây giờ nó sẽ cho mình sử dụng on do để nói hai câu này lại, thì các con lưu ý on do nó bỏ vào đứng trước với một hay với hai, con nghe dịch xuôi tai thì chỗ đó con để on do. On do có nghĩa là gì? Mặc dù anh ấy trẻ, anh ấy thể hiện rất là xuất sắc, vậy mặc dù đứng trước với đầu tiên. Thì chúng ta viết lại là Although he is so young, but he performed excellently. Again nào, excellently. He performs excellently. Rồi câu kế tiếp, câu số 2. Mr. Nam doesn't wear a helmet. Ông Nam không có gì con đeo cái nón bảo hiểm when riding his motorbike. Ở đây con sẽ thấy được đó là chữ should, thì mình sẽ có Mr. Name. Ok, Mr. Name. Có chữ should đó thì có nghĩa là nên, đúng không? Vậy là ông ấy không có đội cái nón bảo hiểm khi ông đi xe máy trên đường, thì là ông ấy nên đội ha. Mr. Name should. Mr. Name should V1 là wear a helmet when riding his motorbike. Rồi. Giờ chúng ta chỉ cần dịch thôi nha, và thay cái chữ người ta cho sẵn vào trong câu, làm sao dịch cho nó nghĩa không thay đổi so với câu gốc là được. Mr. Name should wear a helmet when riding his motorbike. Rồi bây giờ mình sẽ có câu kế tiếp. It is 10 km from here to the park. Thì đương nhiên mình sẽ xài how far. How far is it from? Ở đây cho 10 km thì mình sẽ không có để 10 km ở đây nữa. How far is it? Thì sẽ là from A to B. Ở đây nó cho là from here to the park. How far is it from here to the park? How far is it from here to the park? Từ đây đến công viên bao xa vậy? Ở đây nó cho 300 mét, cũng hỏi về how far, thì cũng cấu trúc là gì con? How far is it from here to the nearest post office? Ok.
một cái thói quen luôn, đó là khi mà đụng tới câu hỏi là cuối câu mình phải có dấu chấm hỏi nha. Câu kế tiếp, câu số 5 ở đây nó là câu hỏi yes no, thì cái vấn đề chúng ta xác định ở đây là what đăng chi đi thì nó là quá khứ đơn. Thì con nhớ câu trúc quá khứ đơn không nào? Câu hỏi yes no thì không cần có WH gì hết. Mình sẽ có đứng đầu câu là did cộng chủ từ là đây cộng V1 là what giữ nguyên mẫu nha. The lion dance. Đây là số nhiều là Lion Dances in Huế last year. Được chưa? Nhớ nhà nó đang hỏi yes no question. Yes no question thì mình sẽ đặt cấu trúc câu hỏi yes no của thì quá khứ đơn. Did cộng chủ từ cộng V1 nha. Câu số 6 is good if children do something to save energy at home. Thật là tốt nếu trẻ em làm cái gì đó để tiết kiệm năng lượng ở nhà. Vậy thì mình sẽ nói là trẻ em nên làm cái gì đó để tiết kiệm năng lượng ở nhà, đúng không? Thì chủ từ sẽ là children should do something to save energy. To save energy at home. Children should do something to save energy at home. Chấm cho nó một cái. Rồi, bây giờ mình có on đâu dịch tiếp nào, mặc dù thời tiết thì tệ nhưng họ vẫn tổ chức cái lễ hội đó. Bây giờ câu đề của người ta đang cho but thì không có on đâu, nhưng bây giờ người ta kêu dùng on đâu thì nhớ là phải bỏ but nha. Mấy con hay quên cái vụ này đó. Bây giờ mình sẽ bỏ but trước đi cho khỏi quên nè. Vậy thì khi mình viết on đâu thì mình dịch mình thấy là mặc dù thời tiết xấu, on đâu đứng đầu câu nghe hợp lý đấy. Nhớ on đâu đứng đầu câu thì chính giữa phải có dấu phẩy nha. Weather is so bad. They celebrate the festival. Câu này nó có một chút xíu không hợp lý lắm. Nhưng mà nói chung đề cho thì con cứ viết theo đề cho nhé. Nếu đề cho y xì như vậy thì con cứ viết theo đề cho để con không có bị sai. Bởi vì nếu mà đề có bị viết sai thì mình cứ làm theo đề không sao. Nhưng mà câu này nó hơi bất hợp lý bởi vì bên đây nó cho is. Nhưng mà bản chất thì cô Xuân nghĩ là ở đây nó sẽ phải là làm was hợp lý hơn. Bởi vì khi mà thời tiết trong quá khứ nó tệ thì người ta mới, mặc dù thời tiết trong quá khứ nó tệ nhưng mà họ vẫn tổ chức cái lễ hội, nó hợp lý hơn. Ở đây thì cô Xuân nghĩ là cái thằng was nó đúng hơn là thằng is nhé. Câu số 8, what about, có nghĩa là cái cấu trúc rủ rê này cô Xuân dạy các con rồi. What about cộng verb in thì nó sẽ được chuyển thành less cộng V1. Thì mình lấy cái verb in đó mình chuyển thành V1 thôi nhé cả nhà. Vậy là V1 của mình đang là, verb in mình đang là taking. Thì ở đây mình sẽ chuyển thành take a tour to Australia. This summer. Nhớ nha, cái anh chàng mà what about là nói là dấu chấm hỏi. Nhưng mà less thì nó không có dấu chấm hỏi, nó là dấu chấm. Thái máy tay chân là dấu chấm hỏi sao đáng chịu nha. Let's take a tour to Australia this summer. Rồi, solar energy, năng lượng mặt trời là cái nguồn năng lượng tái tạo, is renewable source. Ở đây nó là câu hỏi thì mình đưa cho to be, con thấy to be con cứ đưa ra is solar energy. Ở đây cô Xuân nghĩ là bị thiếu một chữ renewable source. Is solar energy a renewable source? Rồi câu số 10, my sister lives far away but she comes back home every Tết. Chị tôi sống xa nhưng mà đôi khi chị trở về nhà, cô ấy chị ấy trở về nhà mỗi dịp Tết. However, con lưu ý cho cô hay vậy, cái em chàng này phải có dấu phẩy ở phía sau. Cái anh chàng này nó có cái dấu phẩy ở phía sau nha. Con phải lưu ý điều này. Cái thứ hai nữa đó là con xài however thì con không cần but. Được chưa nào? Cũng không cần but luôn. Vậy là mình dịch đi. Chị của tôi sống xa gia đình, tuy nhiên chị ấy trở về nhà vào mỗi dịp Tết, cái anh however sẽ thế chỗ anh but ở đây. Thì sao cái anh however có dấu phẩy cho cô ha. Rồi, vậy là my sister lives far away. Ở đây con có thể phẩy hoặc đôi khi con có thể làm chấm phẩy cho cô cũng được.
cái, nhưng mà thường là cô thấy mà văn mà nó academic thì chúng ta sẽ xài là chấm phẩy nha. However, phẩy sao nói cho cô? She comes home every day. Okay, my sister lives far away. However, she comes back home every day. Okay. Tiếp tục. Về vậy là chúng ta xong những cái dạng bài tập rồi đó các con. Nhưng mà chúng ta còn cái dàn viết đoạn văn thì cái này cô Xuân sẽ gửi riêng cho các con nha. Những bạn nào cần thì inbox cho cô. Rồi, cô Xuân chúc các con ôn bài thật tốt nha.